những cái cái điểm cái khu vực cái cân bằng à, đây là điểm rất là tích cực so sánh với cái trước đây là một cái pha giảm giá rất là mạnh thì chúng ta đang sang chuyển đổi sang một cái khu vực mà không chỉ những là tìm cái 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 câu chuyện cân bằng không mà một số mã đang có thể có cái cơ hội đi vào cái uptrend okay. Rất là cảm ơn anh Tuấn Anh với nhận định vừa rồi. Và bây giờ thì cái, như vậy là kết thúc.